Xin chào buổi sáng, các bạn đang xem video của tôi. Thì hiện tại tôi đang mặt tại Đà Nẵng các bạn nhé. 4 ngày qua tôi đã có mặt tại Đà Nẵng. Và ngày hôm nay bây giờ đây 2 giờ sáng tôi dậy, không biết động lực ở đâu để tôi có thể làm điều đó. Nhưng bây giờ đây tôi sẽ cầm máy quay lên để quay lại hành trình vlog tôi di chuyển từ Đà Nẵng về Hà Nội. Và phương tiện di chuyển ngày hôm nay đó chính là máy bay Vietnam Airlines. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đặt một chiếc Vin xanh để ra sân bay quốc tế Đà Nẵng nha. Đây, tiêu đề video này sẽ là một ngày đi làm của một sinh viên nghèo và trải nghiệm lần đầu đi máy bay các bạn nha. Để cho chú nhá. Ok anh em nhé, hiện tại tôi đã ra khỏi khách sạn tôi ở rồi. Ở bên đây anh em mình sẽ di chuyển ra sân bay. Chia sẻ thật là đây không phải lần đầu tiên tôi đi máy bay rồi nhá. Nhưng mà lần đầu tiên nó sẽ như thế này này. Mình sẽ không nói với các bạn là đây là lần đầu tiên mình đi máy bay đâu. Trông hơi buồn cười bạn nhá. Ok, vậy rồi chúng ta đi thôi. Giải thích thêm tí cho các bạn hiểu nhá. Là tôi không phải sinh viên nhưng mà tôi thích đặt video này tên là sinh viên trải nghiệm một ngày đi làm của sinh viên và lần đầu đi máy bay các bạn nhé. Đấy, tôi kể lại những gì mà tôi đã trải qua trước đó cho bạn xem bằng hình ảnh mà tôi đã quay ở bây giờ. Lý do là sao? Lý do ngày xưa là tôi chưa kinh nghiệm nên bây giờ tôi sẽ quay lại. Đấy, nói chung là lúc đấy ngại, bây giờ tôi mặt dày hơn rồi, tôi sẽ không ngại nữa. Bây giờ tôi đang di chuyển ra đường lớn để đặt một chiếc Vin xanh, xanh SM các bạn nhé, để ra sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và lịch trình của chúng ta sẽ là ra sân bay này và tôi sẽ ăn một bát phở sân bay đấy, quay video trải nghiệm ăn phở sân bay cho các bạn xem. Hey, hiện tại anh em mình đang có mặt tại đường lớn rồi và bây giờ tôi sẽ đặt một chiếc xe ô tô xanh SM để ra sân bay các bạn nhé. Bây giờ là 4:08. Ok, đã đặt được xe. Thì chia sẻ với anh em là đây không phải lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng các bạn nhé. Đây là lần thứ 3 hay thứ 4 rồi. Hình như lần thứ 3. Nó không phải lần thứ 4 hay sao? Tôi không nhớ rõ nhưng mà lần thứ 3 hoặc thứ 4. Có một lần đi bằng ô tô, còn hai lần thì đi bằng máy bay. Lần này thì đi vào bằng ô tô còn về bằng máy bay. Sau 4 lần vào Đà Nẵng thì tôi cảm thấy Đà Nẵng là một thành phố đẹp các bạn nhé. Thì tôi là media thì tôi cũng có quay phim chụp ảnh ở Đà Nẵng thì tôi cảm thấy là đẹp. Một cái nói chung các bạn đấy, nếu các bạn có bạn bè người thân hay người yêu thì nên đi du lịch Đà Nẵng một lần cho biết, hoặc là có thể nhiều lần. Công nhận các bạn nhé, Đà Nẵng thì ngày một mọc lên nhiều khách sạn toàn 4 sao 5 sao, mua thành phố du lịch. Ôi đây anh em ơi, xe tôi đã đến rồi. Đi sân bay đúng không ạ? Vâng ạ. Anh giúp em, anh giúp em. Ui em cảm ơn anh, nhiều. Dạ. Rồi mình đã mặt tại sân bay đây. Bây tìm cái gì ăn nha. Đến sân bay thì phải đi làm thủ tục. Làm thủ tục cái đoạn này không quay. Ok. Tắt. Đây rồi anh em ơi, tôi đã tìm lấy chỗ để ăn phở về đây. Vào tôi sẽ order một bát ra để ăn cho các bạn xem nhé. Các bạn nha, tôi sẽ ăn sáng bằng một bát phở gà và một cà phê sữa. 179 đúng không ạ? Từ em đã chuyển không? Em đang nhập luôn ạ. Chắc trên này 179.000 nha. Về em ra đồ lấy ạ. Rồi, cảm ơn. Wow. Đấy, bữa sáng hết nửa ngày đi làm rồi. Dạ vâng. Đuôi gà mới còn một xẻ ráo ạ. Cái này là em tắt sướng rồi con cái đuôi. Chị xé lấy em ăn. Để cho em. Ui, cà phê tôi đã ra các bạn ơi. Trải nghiệm ngày hôm nay là tôi nghĩ là đáng giá để tôi quay lại cho các bạn xem.
Mẹ dạo gần đây tôi uống nhiều cà phê vãi các bạn ạ. Vì sao? Vì đêm mình ngủ muộn, tầm 12 giờ, 1 giờ ngủ đấy. Tôi nghĩ là thói quen này mình nên thay đổi. Nhưng cà phê thì công nhận là ngon. Đấy, mời bạn uống cà phê sân bay của tôi nhé. Dạ. Dạ mời em. Út cho em sắp. Uầy, bát phở đùi gà tôi ra các bạn. Trải nghiệm ngày hôm nay thật là xứng đáng. Bát phở đùi gà các bạn nhé. Bát này có giá là 109k các bạn nhé. Cà phê 70k. Bây giờ đang là 4:51 rồi nhá. 5:30 thì tôi phải ra máy bay rồi. Ui, anh em ơi. Hiện tại tôi đang đi vệ sinh bạn nhá, vừa ăn sáng xong. Ui. Ok anh em nhá, đã đến giờ lên máy bay rồi. Đấy, tôi vừa đá bát phở xong, ấm hết cả người, bây lên máy bay về Hà Nội luôn nha. Không biết là có phải đi xe buýt ra máy bay không, hay là sẽ đi thẳng lên máy bay. Nhưng mà tôi nghĩ đi xe buýt máy bay này. Uầy, đây các bạn ơi, chiếc máy bay mà tôi sẽ di chuyển về Hà Nội nhá. Ôi, tôi không nhớ đây là lần đầu tiên hay là lần thứ bao nhiêu mình đi máy bay rồi. Nhưng mà phải lần thứ 7, thứ 8 rồi nhá. Đấy, kinh nghiệm đi máy bay của tôi đã có. Đó chính là tôi sẽ không xếp hàng, tôi sẽ đi cuối cùng. Để cho không phải đợi, không phải đứng, vợ nhá, đứng lâu mỏi chân. Đây tôi lười vợ nhá. Rồi anh em ạ. Đấy, bình thường đi du lịch thì mọi người hay quay những cái cảnh đi máy bay này. Đúng rồi anh em ơi. Anh chưa đi Hà Nội. Cảm ơn cho bài. Ủa, bài có. Người mỗi trà đều mở ra bao điều mới mẻ. 24C. Ui, các bạn ơi, tôi đã vào vị trí rồi. Bây giờ mình đi ngủ nhá. 2 giờ sáng dậy mệt quá. Vâng các bạn ơi, hiện tại mình đã về đến Hà Nội rồi. Vậy là trải nghiệm chuyến bay Đà Nẵng ra Hà Nội của mình đã kết thúc. Đấy, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.